Người ta có câu còn mùng là còn Tết, tuy nhiên hôm nay còn mùng 6 mình đã đi làm lại rồi anh em. Thì điện máy 39 mình hôm nay đã đi làm lại, bây giờ mình cùng đi tham quan thử coi điện máy 369 sau một cái Tết vừa rồi nó sẽ còn những gì ha anh em. Không khí bây giờ đầu năm ngày đầu tiên đi làm trở lại mọi người sẽ như thế nào, đi cùng mình. Đó, thì ở đây, đây cam quay ngoài vô đi cho thấy cái phòng showroom của mình nè. Đó, thì ở đây là một cái phòng showroom để mà cho anh em có thể là đến đây nè, có máy lạnh, test lo, hát hò các thứ rồi cho nó thoải mái. Ở trong đó là có 06 nè, 06 Viral, dép neo khối, phiên bản mới nhất, rồi Nanomax Pro 369, rồi Nanomax Pro 909i và 909 thường. Đó, đầy đủ cho anh em luôn. Bên này có loa 3 bass nè, có DB05, DB04, đầy đủ cho anh em luôn. Đó, phòng này là để chuyên cho anh em test lo, đỡ làm phiền với hàng xóm xung quanh ha. Rồi, qua cái ngang bên này là cái khu vực để mình để xe và cũng như là kỹ thuật ở bên này, hàng hóa, kho, đồ, các thứ ở đây là đầy đủ cho anh em luôn nè. Này DB06, này 04 nè, này là 03 nè, 03 Bassinsol nè, rồi 06 thường, rồi 04 thường. Đó nè, 06 đã khui lưới ra cho anh em nè, đã chưa? Đó, Bassinsol ha, đó, hàng chất lượng là nó phải như vậy. Rồi cho phỏng vấn xíu coi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm việc rồi, hai anh em thấy như thế nào nè? Vui là háo hức lắm. Nhìn mặt vui, có vui. Vui lắm luôn. Vui không? Nhìn mặt vui không? Vui, rất là vui luôn. Vui. Rồi, đâu ơi, thanh niên hùng, Tết rồi ăn thua. Ăn chứ, ăn nhiều. Ăn quá trời luôn. Ăn gì? Từ 97kg lên là 98,5kg rồi. Đó, thì ở đây là cái khu vực để mình có thể là kiểm tra lại một số cái hàng hóa để ví dụ như có trục trặc thì mình kiểm tra trước khi đi. Đó, rồi hàng hóa Nanomax đồ bên mình đây nè anh em. Đó, chứa cho anh em nhiêu đây nè, trữ cho anh em nhiêu đây để mà Nanomax thì hiện tại chưa có làm việc lại nên tới mùng 10 cái nó tới mùng 10 mới khai trương. Đó thì bắt đầu thì trữ hàng cho anh em như vậy nè. Đó, để anh em có là ới ơi là có hàng liền để chơi Tết phục vụ cho thứ này, còn mùng 6 không? Mùng 7 cũng nhậu được nè, mùng 8, mùng 9, mùng 10. Còn mùng là còn Tết, mùng 11, mùng 12, mùng 13. Nói chung là còn mùng là từng Tết. Tháng giêng là tháng ăn chơi, mà ăn chơi chưa đã giáo thì sắm lo hát hò đồ quậy cho nó banh càng luôn. Xong rồi cái bắt đầu sang năm mới, sau tháng giêng là bắt đầu mình đi cày trở lại. Đó, ok. Ê. Để anh em coi, lo chung nè, sẵn coi lo chung nè. Đó, hàng hóa và chất lượng gì nè, phân tầng nè, che lại. Đó, biến ấp xuyến nè. Đó, thôi đi vô đây hỏi mấy bạn sale coi hôm nay có gì mới không. Sao rồi Như, sale chính của anh. Rồi, hôm nay đầu năm này có gì mới không? Thấy có đầu mới nè. Đầu năm này em có gì mới chưa? Sáng giờ khách gối như thế nào? Sáng giờ khách cũng gọi nhiều lắm. Cũng đó. Chốt được mấy đơn rồi đó. Ừ, ghê chưa, đó, đầu năm là phải như vậy nè, xôm, đó, rồi Tết rồi ăn thua. Tết em mơ quề vốn. Đó, quề vốn là vui lắm rồi, đó, quề vốn vui lắm rồi. Ở trong này coi có ai không? Được, cũng đang nghe tư vấn rồi cái thứ, ở trong này là cái phòng để mà chuyên sale anh em. Chuyên sale, tư vấn khách rồi cái thứ, làm video rồi cái thứ, đó là phòng chuyên bên mình. Còn bên tay phải mình đây là phòng giám đốc, phòng này kín dữ lắm. Không có ai vui được đâu. Đó, rồi thôi, đó là một số những chia sẻ của mình về cái tình hình đầu năm ở điện máy 369. Hàng hóa bên mình là đầy đủ cho anh em luôn, yên tâm sử dụng cũng như yên tâm đặt hàng. Đó, ở đây mình cũng đang quay YouTube đó má. Quay YouTube nó bắt bản quyền chết tôi. Đó, rồi, ok, anh em nào quan tâm về những cái sản phẩm hàng hóa bên mình, rồi lo nhỏ, lo lớn, lo trung bình, lo cao cấp gì đó, ới ơi liền cho mình để được tư vấn chi tiết hơn nha. Rồi, mọi thắc mắc cứ việc là đến 573 Lê Văn Lưu quận 7 để mà test thử chất âm rồi nè, hoặc ới ơi điện cho mình để được tư vấn chi tiết hơn vậy nha.